xin chào tất cả các bạn, tôi là Phạm Thành Nguyên, chuyên gia đầu tư tài chính trên thị trường tài chính quốc tế với hơn 12 năm kinh nghiệm. Ở trong video này thì tôi chia sẻ cho anh chị là những người mới bắt đầu bước chân vào thị trường, những anh chị chuẩn bị bước chân vào thị trường, những anh chị bắt đầu quan tâm đến thị trường đầu tư tài chính quốc tế, những người trading, những người trader mới tinh bước chân vào thị trường. Thế vậy những anh chị em đó thường có một câu hỏi hỏi tôi rằng anh ơi, thầy ơi, em ơi, bạn ơi, bao nhiêu lâu thì anh chị có thể làm toàn thời gian, bao nhiêu lâu thì anh chị có thể trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp? Vâng, đây là một cái trải nghiệm của chính bản thân tôi. Mà sau khi tôi huấn luyện cho đội ngũ của tôi huấn luyện cho học viên của tôi, thì tôi mới thấy một cái khoảng thời gian trung bình để cho anh chị có thể bước chân từ một người chưa biết gì, bước lên đai làm toàn thời gian, bước lên làm chính, bước lên làm chuyên nghiệp được. Đây, bắt đầu tính từ lúc bắt đầu anh chị học tập. Tôi tính là với cái thời gian là học viên của tôi, tính từ lúc bắt đầu học khóa học 3 ngày xong. Ở trong khóa học đó thì mọi người được trang bị một khối lượng khổng lồ kiến thức cơ bản. Và anh chị được học làm việc với tôi liên tục trong vòng 3 tháng, ít nhất là 3 tháng. Và sau đó 3 tháng đó, anh chị vừa học vừa làm, vừa học vừa làm, vừa học vừa làm. Sáng sớm học và làm việc với live stream với đội nhóm của chúng tôi. Buổi tối làm việc online với tôi. Cuối tuần, tối chủ nhật lại làm việc online với tôi. Và hàng ngày chúng tôi làm việc với nhau, tương tác với nhau liên tục. Và cuối tuần thì anh chị có thể offline với nhau, offline với đội nhóm của anh chị ở trong cộng đồng, trong lớp. Thì cứ làm việc liên tục như vậy, sau hết 3 tháng thì anh chị tốt nghiệp một cái chương trình đó là huấn luyện viên, tốt nghiệp cái lớp đầu tiên là level 1. Sau đó là anh chị học tiếp lên cái cấp độ thứ hai là học ở cấp độ nhà đầu tư chuyên nghiệp. Có thể là 4 tháng, có thể là 5 tháng anh chị mới bắt đầu được học cái chương trình thứ hai. Và có thể là 6 tháng sau anh chị mới được học cái chương trình thứ hai. Sau khi học chương trình thứ hai xong thì anh chị bắt đầu mới ngấm tất cả những kiến thức, kinh nghiệm của mình qua 6 tháng, tích lũy từ trải nghiệm của bản thân, từ kiến thức mà tôi truyền thụ, từ anh chị chia sẻ trong đội nhóm. Và sau 6 tháng, anh chị học cái chương trình huấn luyện cấp độ 2 xong, nhà đầu tư chuyên nghiệp xong, anh chị cần phải là hoàn thiện nó liên tục trong 3 tháng kế tiếp. Vâng, huấn luyện nó liên tục, anh chị làm việc liên tục trên thị trường cùng với đội nhóm của chúng tôi. Đấy, thế vậy là tại sao lại phải như vậy? Bởi vì giai đoạn đầu, 6 tháng đầu là cái giai đoạn mà anh chị em thường xuyên là diễn ra là dễ bỏ cuộc. Và cái thời điểm đó cần phải có một người dẫn dắt, cần phải có một đội nhóm làm cùng nhau để gì? Để dẫn dắt nhau và để truyền cảm hứng với nhau để đi qua cái giai đoạn khó khăn nhất là giai đoạn 6 tháng đầu tiên. Vâng, qua 6 tháng đầu tiên anh chị học lên một cấp độ thứ hai. Lên cấp độ thứ hai thì anh chị được hiểu thấu đáo hết tất cả những kiến thức của cấp độ đầu. Bởi vì ở cấp độ đầu có những cái anh chị phải công nhận mà chưa lý giải được. Thì lên cấp độ 2 thì anh chị mới lý giải được tại sao nó là như thế. Và sau đó, sau cấp độ 2 xong anh chị làm việc liên tục với chúng tôi trong đội nhóm chúng tôi 6 tháng nữa. Liên tục 6 tháng nữa thì kết thúc một năm đầu tiên và chính thức bước chân vào làm trading toàn thời gian. Lúc đó hàng tuần anh chị có thể kiếm được 2.000, 3.000, thậm chí như học viên của tôi một tuần kiếm được 5.000 đô la. Đó là một con số thực tiễn. Một tuần kiếm được 5.000 đô la, một con số vô cùng tuyệt vời. Đó, một con số vô cùng tuyệt vời mà học viên của tôi đã chinh phục thành công những cái mốc có thể cao hơn như vậy. Có những học viên mới học xong 6 tháng có thể kiếm mỗi tuần hàng nghìn đô la. Còn sau kết thúc 12 tháng có thể mỗi tuần kiếm 5.000 đô la. Vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, thế vậy là gì? Đấy là về mặt thời gian rèn luyện, huấn luyện và thời gian học tập có sự dẫn dắt của đội nhóm, của người hướng dẫn. Thế vậy còn lộ trình về mặt tài chính, về mặt vốn thì như thế nào? Đó là một câu hỏi thú vị. Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi về thời gian rèn luyện. Câu hỏi thứ hai là câu hỏi liên quan đến vốn. Cảm ơn bạn đang theo dõi video của Phạm Thành Biên. Cảm ơn bạn. Hãy chia sẻ nó ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia. Phạm Thành Biên, xin cảm ơn bạn. Vâng, tất cả học viên của tôi, hơn 1.000 người đã học tôi, thì vốn đầu tiên bắt đầu ở thị trường tôi chỉ cần huấn luyện mọi người bắt đầu từ 800 đô la vốn mà thôi. Nếu quy đổi ra ở cái tỷ giá hiện tại bây giờ nó không đến 20 triệu. Bắt đầu từ 800 đô la vốn. Làm việc 800 đô la vốn ấy liên tục từ tháng đầu tiên, từ điểm bắt đầu cho đến hết khoảng 4 tháng hoặc 5 tháng hoặc 6 tháng, cho đến lúc nào anh chị kết thúc cái chương trình học level 1 và bắt đầu lên level 2, thì lúc đấy chúng ta lại khởi nghiệp lên mức thứ hai, đó là mức 1.000 đô la. Vâng, 1.000 đô la và bắt đầu bước chân vào 1.000 đô la, tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị một cái công cụ, một cái phương pháp, đó là lãi suất kép trong trading. Đây là một công thức bí truyền nhiều đời và Phạm Thành Biên là đời đầu tiên truyền lại cho anh chị. Một công thức vô cùng tuyệt vời, tôi đã trải nghiệm, tôi đã thực tiễn, tôi đã dùng nó trong vòng 4-5 năm qua. Và cộng với đội nhóm của tôi đã có học viên của tôi dùng đã rất thành công. Đây là một chương trình dùng lãi suất kép trong trading. Nó là một kiến thức vô cùng vi diệu, giúp cho anh chị biến từ vài nghìn đô la có thể lên tới hàng trăm nghìn đô la trong vòng 12 tháng hoặc là 18 tháng.
Anh chị hãy nhớ điều này, biến từ vài ngàn đô la lên hàng trăm ngàn đô la trong vòng 12 tháng đến 18 tháng. Đó. Nếu anh chị hứng thú với lại những điều này, nếu anh chị muốn mà làm được chinh phục những cái đỉnh cao như chúng tôi đã chinh phục được, nếu anh chị muốn join vào đội nhóm của chúng tôi, nếu anh chị muốn có người dẫn dắt, nếu anh chị muốn có một cộng đồng làm việc cùng nhau, tra truyền cảm hứng cho nhau, hỗ trợ nhau, chia sẻ kiến thức cho nhau để cùng nhau chinh phục những cái đỉnh cao mới, thì tìm với đường link ở phía dưới video này, đăng ký vào đường link và tìm đến Phạm Thành Biên để học hỏi và để cùng trao đổi huấn luyện, cùng để thực tiễn, cùng để làm việc với đội nhóm chúng tôi để sau một năm chinh phục những đỉnh cao mới. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, nếu anh chị quan tâm, nếu anh chị là nhà đầu tư, nếu anh chị đã đầu tư, nếu anh chị bắt đầu, nếu anh chị đang tìm hiểu, thì đây là nơi mà dành cho anh chị tìm đến. Đây là một nơi rất tuyệt vời đúng không ạ? Và chúng tôi đã huấn luyện liên tục ở cường độ cao, làm chuyên nghiệp như vậy từ năm 2015 đến nay. Còn huấn luyện mà bán chuyên thì tôi đã huấn luyện từ năm 2012 đến nay. Vâng, với kinh nghiệm về mặt huấn luyện của tôi là từ năm 2012 đến nay. Còn kinh nghiệm làm việc ở trên thị trường là từ năm 2000 đến nay. Từ năm 2005 đến nay. Và tôi tin tưởng chắc chắn rằng với cái kinh nghiệm của tôi, với cái năng lực của tôi, cộng với đội nhóm của tôi, hoàn toàn có thể hỗ trợ được cho anh chị. Hoàn toàn hỗ trợ được cho anh chị trong vòng 12 tháng để giúp cho anh chị từ một người mới bắt đầu có thể bước chân từng bước một lên đến đỉnh cao trong sự nghiệp đầu tư tài chính. Phạm Thành Biên xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở trong các buổi offline chia sẻ. Hãy đăng ký ngay, đăng ký ngay. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Biên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Biên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất. Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.